đã có một số cuộc biểu tình ôn hòa trước khi cảnh này diễn ra. Trong ngày thứ Bảy, cảnh sát London đã liên tục bị tấn công. Hàng cảnh sát này có mặt tại đây để giữ cho người biểu tình không áp sát vào cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đang diễn ra gần đó. Nhóm này đã bị đẩy lui ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Đám đông tràn qua. Họ tấn công cả phóng viên ảnh. Người biểu tình thuộc các nhóm khác nhau, gồm các nhóm cực hữu lẫn cả các nhóm cổ động viên bóng đá. Mục tiêu, theo những người này, là để nhằm bảo vệ các bức tượng trong khu vực. Tượng Thủ tướng Anh Winston Churchill, tượng Nelson Mandela và tượng những người khác nữa đã được che đi. Một số cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc đã diễn ra trong cùng ngày thứ Bảy ở trung tâm London. Nhưng Black Lives Matter đã đẩy các cuộc biểu tình của họ sớm lên một hôm vào hôm thứ Sáu để tránh phiền phức. Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel nói rằng tình trạng bạo lực ở khu vực Tây London sẽ bị đối phó toàn lực bằng pháp luật. Bà kêu gọi người biểu tình. Việt Nam hôm 11 tháng 6 cho biết quan tâm và chia sẻ với chính phủ và nhân dân Mỹ về tình trạng một số vụ biểu tình đang có xu hướng bạo lực và ảnh hưởng đến kinh tế cũng như an sinh xã hội của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Việt Nam hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định để người dân được quay lại với cuộc sống bình thường. Theo bà Hằng cho biết, chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ thường xuyên theo dõi sát tình hình thông qua các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại nước sở tại để chủ động nắm thông tin, đưa ra các khuyến cáo đến công dân Việt Nam và sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Nữ phát ngôn viên cũng cho hay rằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình. Nhiều cuộc biểu tình đòi công lý cho người Mỹ gốc Phi đã nổ ra trên đường phố khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới sau khi ông George Floyd bị một cảnh sát da trắng ghì đầu gối vào cổ trong vài phút và sau đó tử vong trong khi bị giam giữ. Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington DC hôm 1 tháng 6 đã khuyến cáo công dân Việt Nam ở Hoa Kỳ không đến những khu vực có biểu tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đi lại và liên hệ với cảnh sát địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng.